Chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ha Video này mình chia sẻ cho các bạn tính năng mới trên Zalo Đó là bật chế độ mã quá đầu cuối Tăng cường tính bảo mật cho Zalo Các bạn có thể hiểu nôm na về mã quá đầu cuối như thế này Ví dụ khi người A gửi tin nhắn cho người B Nó sẽ qua một cái khoảng không gian Và sau đó nó mới đến được người B Và khoảng không gian này vẫn có người biết được Chẳng hạn như là quản trị Zalo Hoặc là hacker nhưng khi bạn đã bật được tính năng này rồi Thì bất cứ ai cũng sẽ không đọc được Và duy nhất chỉ người gửi và người nhận thôi Và video này dành riêng cho bạn nào chưa biết Còn bạn nào biết rồi thì bỏ qua giùm mình Trước tiên thì các bạn sẽ cập nhật Zalo lên phiên bản mới nhất giùm mình Rồi bây giờ các bạn mở Zalo lên chọn một cuộc trò chuyện bất kỳ mà bạn muốn bật tính năng mã hóa đầu cuối tiếp tục bạn sẽ chọn ba gạch sau đó bạn sẽ chọn mã quá đầu cuối tiếp theo là bạn sẽ chọn nâng cấp mã quá đầu cuối nâng cấp mã quá đầu cuối thành công từ giờ tất cả các tin nhắn trong cuộc trò chuyện sẽ được bảo vệ bằng mã quá đầu cuối như vậy là đã xong nghe các bạn các bạn lưu ý là hiện tại tính năng này cho bật lên nhưng nó không cho tắt nghe các bạn có thể sau này zalo nâng cấp cho mình có thể tự bật tắt tính năng này luôn theo mình nghĩ là như vậy rồi mình dừng lại nội dung ở đây nếu các bạn thấy thích thì cho mình một like một đăng ký để ủng hộ mình hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp xin chào